Chào các bạn, đây là một cái video giới thiệu về cái buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm lập trình ứng dụng giải toán tạo app giao diện với PyQt 6. Thì thầy cô và các bạn hãy bỏ ít phút thời gian để theo dõi nội dung của video này để biết được là chúng ta sẽ đạt được những gì thông qua cái buổi workshop và chỉ tổ chức một buổi online Zoom duy nhất này. Đây là một ứng dụng được viết bởi ứng dụng giao diện được viết bởi PyQt 6. Thì trong cái buổi workshop thì tôi sẽ chia sẻ với thầy cô và các bạn cái hướng dẫn để viết được cái ứng dụng đơn giản này. Thì thầy cô và các bạn sẽ nhận được full code Python của cái ứng dụng chúng ta và cả cái tài liệu PDF từng phần hướng dẫn cùng các folder code mẫu trong từng phần hướng dẫn đó. Thì đây là một cái ứng dụng mà chỉ cần sau một buổi workshop là chúng ta có thể hiểu được sơ qua về cách viết một ứng dụng giao diện với PyQt 6. Từ đó ta có thể phát triển thêm. Trong ứng dụng này thì tạm thời thanh menu là có ba cái step ở đây. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ chúng ta là cái thư viện để tạo ra cái bài toán tích phân của hàm cùng phương. Đây là bài toán tương tự câu 41 đề minh họa 2024. Như vậy trong ứng dụng nó nằm ở cái step thứ nhất này, thì trong step thứ nhất này sẽ có hai cái action ở đây, là một cái là chúng ta sẽ tạo bài toán theo cách thứ nhất và một cái là tạo bài toán theo cách thứ hai. Thì đây là hai cái hướng cho cái bài toán mở rộng cách giải cho bài toán tích phân hàm cùng phương của chúng ta. Thì thầy cô và các bạn sẽ được cung cấp là cái thư viện Python để tạo ra các bài toán này. Thì có thư viện rồi, chúng ta có thể đưa nó vào cái app của chúng ta. Ở đây hàm thầy cung cấp chúng ta là cách giải khi chúng ta tạo ra đề bài theo hướng nhập các hệ số ABC. Chúng ta sau khi đoạn code này tạo ra, chúng ta có thể có một cái nút lệnh là ghi vào file để tạo ra một nút lệnh ghi vào file. Click vào nút lệnh này thì chúng ta có thể chọn ra một cái file text. Chọn ra một file text ví dụ. Và save vào. Là chúng ta đã thực hiện ghi cái nội dung chúng ta tạo ra, cái bài toán chúng ta tạo ra và ghi vào file. Có thể tạo các bài toán tương tự. Thì đây là 10 bài toán tương tự. Chúng ta có thể ghi nó vào file. Đây là hướng thứ nhất, hướng tạo bài toán theo cách thứ hai. Đây là hướng tạo bài toán theo cách thứ hai và cách giải thứ hai. Thì trong buổi workshop sẽ giới thiệu chúng ta cái ứng dụng này và cách để viết ứng dụng này. Ở đây chúng ta có minh họa là có thể tạo thêm rất là nhiều step, thì tùy theo thầy cô các bạn có thể mở rộng cái ứng dụng chúng ta tạo thêm nhiều step bài toán khác nữa. Thì trong các step này chúng ta có thể tạo ra nhiều lựa chọn và các lựa chọn này có thể tạo ra các tùy chọn con. Thì trong buổi workshop thì sẽ giới thiệu chúng ta từng phần về cách để tạo ra hoàn chỉnh một cái ứng dụng PyQt 6 này. Chúng ta sẽ có cái file PDF kèm theo. Chúng ta sẽ tìm hiểu PyQt 6 qua các ví dụ ngắn là các đoạn code liên quan tới cái ứng dụng chúng ta. Chúng ta sẽ biết cách thêm một menu như thế nào, rồi thêm một action như thế nào.
chúng ta sẽ có một cái folder được cung cấp khi chúng ta tham gia tại workshop này, là folder chứa các file PI mẫu cho các ví dụ trong tài liệu PDF. Chúng ta sẽ có cái file PI main chính của ứng dụng ta cùng các file thư viện và sẽ được hướng dẫn là biên dịch thành cái file Excel hoàn chỉnh. Thì đây là một cái file Excel có thể chia sẻ và có thể chạy trên các máy tính mà không cài đặt Python. Để chuẩn bị cho cái buổi thực hành thì nếu mà thầy cô nào mới bắt đầu mà chưa cài đặt Python thì có thể tham khảo trong cái video mà tôi chia sẻ ở đây. Thầy cô có thể tham khảo cái video cài đặt Python cho Windows, chạy cái chương trình đầu tiên là một file code LaTeX này. Thầy cô các bạn lưu ý là chúng ta có thể chọn cái bản mới hơn trong video. Và khi cài đặt thì chúng ta nhớ chọn Path để trong cái hộp thoại xuất hiện. Thì trong quá trình cài đặt sẽ có một hộp thoại xuất hiện là chúng ta sẽ khó thấy cái tùy chọn là Add Python Excel to Path. Chúng ta sẽ click vào cái tùy chọn này để cung cấp Path cho Python. Một số lỗi khi không nhận được pip hay là không cài thêm được các thư viện là do chúng ta quên chọn cái path này khi cài đặt. Còn để thực hành thì chúng ta thì cần tối thiểu cái thư viện PyQt6. Chúng ta cài thư viện PyQt6 này bằng pip instance thư viện SimPy. Và chúng ta có thể thực hành ngay trên cái IDLE kèm theo của Python. Còn thầy cô nào mà có các IDLE khác như VS Code hay PyCharm thì thầy có thể thực hành trên các IDLE đó. Thì thầy cô và các bạn quan tâm có thể đăng ký tham gia với nhóm Zalo. Thì link nhóm Zalo này thì tôi sẽ chia sẻ trong phần mô tả của video. Như vậy khi tham gia cái buổi workshop thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều. Chúng ta sẽ có chương trình ứng dụng viết bởi PyQt6 và cả các file PI mã nguồn của nó, cùng với file PI cái thư viện đưa ra các hàm để giải cái bài toán tích phân của hàm trùng phương. Thì bài toán tương tự với câu 41 trong đề minh họa. Nội dung video chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn thầy cô, các bạn đã theo dõi.